Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ xem cái code, cái menu của mình có gì. File, New, Open, Save, Code. Rồi, cái chỗ file này mình chọn cái exit nữa đi ha. Muốn exit thì exit chỗ đó. Rồi, bây giờ mình sẽ thêm sự kiện. Như vậy, để thêm sự kiện cho một cái item bất kỳ thì các bạn có thể thêm ở dưới này cho nó gọn. Như vậy mình sẽ dùng cái g menu new là một nè, chấm add action listener, và mình sử dụng là đưa vào cái action listener l. Như vậy mình sẽ viết cái action listener bên ngoài, mình viết ở ngoài này action listener l bằng new action listener. Rồi, nó sẽ cho mình cái performance ở chỗ này để mình viết chỗ này chấm phẩy ha. Như vậy thì mình sẽ viết ở dưới này. Tí nữa mình sẽ viết vô đây. Mình sử dụng CK đó, giống như hôm trước mình đã từng viết. Rồi mình có gmenu open. Mình cũng add action listener luôn. Rồi mình sẽ có g menu save. Rồi mình sẽ có g radio, radio đúng không? Radio red. Rồi green, blue. Rồi mình có thêm g the text color. Text color. Khi lít chuột vô thì chuyện gì xảy ra? Rồi, ok, mình có chừng đó trước đi. Như vậy thì chỗ này mình sẽ set key của e.get. Chỗ này nếu như chữ new ở bên cái menu đó mình viết cái gì thì ở đây mình viết lại đúng y chang nha, new. Nếu new thì làm gì? New thì mình sẽ có cái gtxt hả? Cái nào? Cái edit của mình đâu rồi? Đây, cái này khai báo bên ngoài nha các bạn, khai báo biến toàn cục, tại vì mình có sử dụng cái action ở phía dưới cho nên mình phải khai báo nó biến toàn cục. Chỗ này bỏ đi. Rồi cái gtest field tt poly này mình cũng khai báo toàn cục luôn, tại vì tí nữa mình có can thiệp ở các cái hàm khác cho nên chỗ này mình khai báo nó là toàn cục luôn. Rồi như vậy thì nếu new thì g edit chấm set test chấm set test bằng rỗng, và các bạn sẽ sử dụng thêm giúp cho thầy cái request focus. Request cái này nó không request focus set focus à, request rồi quên quên chữ phê rồi, request focus để cho nó bắt con trỏ quay trở lại.
cái ô của chúng ta cần. Khi nếu như chữ open thì làm gì? Rồi. Nếu như chữ save thì làm gì? Nếu như bấm vô chữ red thì làm gì? Đó. Chữ red, chữ green, chữ blue. Rồi. Bây giờ mình sẽ xử lý ba cái màu trước dễ thấy ha. Ba cái màu trước, giả sử như mình khi bấm vô red đi thì chúng ta sẽ có gEditor chấm set test, mình giả sử là set test color, set frame color red. Rồi tương tự như vậy. Mình làm cái này cho nó dễ thấy trước đi. Rồi, green, blue. Rồi, ok. Đâu? Chỗ này là người ta nói là GTT chứ. GTT poly. Set cho thằng TT poly á. Rồi. Chạy thử ha. Chạy thử xem nó ra cái gì. Red, green, blue. Được chưa? Rồi. Nhưng có thêm chỗ này nữa nè. Nếu như chúng ta check vô phần test color thì red, green, blue là thay đổi test color. Còn nếu mà chúng ta không check vào đây thì thay đổi background color. Thì mình thêm một cái dữ kiện nữa là kiểm tra thử các bạn này có check vào hay không. Đó, thử bạn này có check vào hay không. Như vậy thì tại vì bạn này check vào mà mình add action listener cho nó rồi mà mình chưa xử lý cho nên nó bị lỗi. Đó, vậy coi cái chỗ mà check đó là cái gì. Thì mình thêm cái key vô cho nó, test color, thêm key vô cho nó để khỏi bị lỗi, thêm key vô đây. Đó là nó không bị lỗi ha, chứ không mình thêm action ở trên mà ở dưới mình chưa xử lý là nó lỗi. Rồi bây giờ mình check vô không có lỗi nữa nè. Chú ý chỗ đó nha. Rồi bây giờ mình sẽ xử lý nè. Nếu trong trường hợp mà click vào cái nút red mà nếu G checkbox menu chấm it no chấm ủa slash sao không có get menu checkbox. Ôi tự nhiên nếu gì g checkbox chứ. À rồi ok. Như vậy thì cái re checkbox này mình cũng phải đưa lên trên. Tại vì mình đang xài toàn cục checkbox menu. Đó. Cái nào mà mình xài liên quan đến toàn cục là mình phải đưa lên trên hết. Rồi ok. Re checkbox menu này bỏ đi.
nếu gchitbox.it select tip. Nếu như cái menu này được chọn, tức là mình sẽ set cho màu chữ đúng không? Thì mình sẽ set cho màu chữ, còn không mình set màu gì? GTTBoolean set background color red. Được chưa? Đó. Còn không. Rồi ok. Tương tự như vậy, bạn sẽ set cho ring, bạn sẽ set cho blue ring. Dưới này set blue. Rồi, chạy lại nha. Rồi, màu đen không được chọn nè, không được chọn ha. Bây giờ chọn vô, đổi thành green, đổi thành blue, thấy không? Trong trường hợp đổi thành red, chuyện gì xảy ra? Bởi vì màu cũ của nó là red, màu mới của nó, background cũng red mà foreground cũng red luôn, nên nó không thấy luôn. Như vậy mình sẽ xử lý thêm chỗ này. Nếu như mà chọn cái này, chọn màu chữ, thì chỗ này mình sẽ set gì? Set background màu gì các bạn? Nếu chọn màu chữ, màu trắng đi. Màu trắng đi là chắc nhất ha. Hoài. Cứ hãy chọn màu chữ thì set lại màu nền trắng. Cứ chọn màu chữ là set lại màu nền trắng. Rồi. Vậy mình tính luôn trường hợp đi. Set màu đen thì màu chữ gì? Chứ không là để nó cũng trùng mà. Set màu nền thì màu chữ là black đi, đen. Đó. Cứ set màu nền là màu chữ đổi thành đen thì nó sẽ không bị trường hợp mà trùng trùng màu. Rồi, đỏ, xanh, test color, đỏ, xanh, hết hết trùng ha. Đấy, như vậy thì các bạn xử lý các sự kiện của các menu cũng khá là đơn giản. Rồi bây giờ menu new open, bây giờ new nè, chọn new cái set bằng rộng và thiết lập vào đây. Ví dụ như mình đang ở đây, mình đang ở dưới này nè, mình chọn file new cái nó request focus về đây. Đó, là nó bắt con trỏ về. Rồi, open ở đâu ra? Trong bài slide của các bạn có viết cho các bạn một cái đoạn code liên quan đến open file. Và cái này đây, open file. Đã viết sẵn cho các bạn code open file rồi. Và lưu file có luôn. Đó, mở và lưu có rồi, thì về code lại thôi. Chúng ta sử dụng cái gfile choice để mở cái bảng lựa chọn file, và nó cũng là gfile choice mà chỗ này chúng ta chọn show open, còn dưới này thì cũng là gfile choice nhưng mà chúng ta chọn là show save thì nó đổi cái cửa sổ. Đó, là mở và lưu.
Rồi nếu mà exit close thì chúng ta chọn exit thôi. Exit cái form đó. Rồi, như vậy trong bài này chúng ta đã xử lý được các nút chúng ta đưa về đây. Nhưng chú ý chỗ này giùm thầy. Tại vì hiện nay mình đang xài file new. Nếu lỡ như mình có một cái toolbar cũng có chữ new nữa ở trong cái button thì chỗ này sẽ đụng nè. Đây, chỗ này sẽ đụng nè. Hai cái mình lấy chuột vô này trả về new hết. Đó, thì mình phải có cách mình xử lý chỗ này. Còn nếu mà bạn sợ đụng á thì bạn add listen cho từng đối tượng thì không bao giờ đụng. Nút là add cho nút, menu là add cho menu, không bao giờ đụng hết. Còn nếu mà mình đẩy xuống đây thì chỗ này mình không có get action command được, bởi vì hai thằng nó đều ra new hết. Hả? Sao?